Xin kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ vẫn đang trong đợt mưa lớn nhưng chủ yếu là vào ban đêm, còn trong ngày sẽ là nắng và oi bức. Miền Trung và Nam Bộ trời nóng hơn, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng trong chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh đang trong đợt giảm mưa nên thời tiết mỗi ngày một nóng hơn, số giờ nắng nóng trên 35 độ thì cũng tăng lên. Nếu như ngày hôm kia là một tiếng, ngày hôm qua là hơn 3 tiếng thì ngày hôm nay thời gian nắng nóng có thể kéo dài 5 tiếng từ 11 cho đến 16 giờ chiều không chỉ thời gian mà số điểm nắng nóng trong ngày hôm nay cũng gia tăng. Ngoài thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Biên Hòa, Tây Ninh thì ngày hôm nay còn có thêm Đồng Phú, Thủ Dầu Một, Vĩnh Long, Châu Đốc và Cần Thơ cùng có chung mức nhiệt cao từ 35 độ trở lên. Từ ngày mai, nắng nóng sẽ dịu dần khi mưa quay trở lại. Một khu vực khác cũng khá nóng trong chiều nay, đó là miền Trung. Dự báo các thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Tuy Hòa, trời nóng có chung nhiệt cao từ 34 đến 37 độ. Ở miền Bắc thì lại là nắng oi vì độ ẩm và nhiệt độ đều cao. Từ thủ đô Hà Nội, Ninh Bình đến Hòa Bình, Việt Trì, Cao Bằng, Hà Giang sang Lào Cai đều có mức nhiệt từ 33 cho đến 35 độ. Cùng với độ ẩm thì đều cao trên 57%. Phải đến chiều tối và đêm thì mưa dông mới quay trở lại, trong đó các tỉnh vùng núi vẫn là nơi cần đề phòng với mưa lớn, kèm theo nguy cơ về sạt lở đất, ngập úng và lũ quét. Chuyển sang thời tiết biển, hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa chiều nay trời nắng, gió cấp 3 đến cấp 5 tầm nhìn xa tốt trên 10 km. Và cuối cùng sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trong chiều và đêm.